Vega giá rẻ ngay thời điểm hiện tại là một trong những cái cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở trên YouTube cũng như là trên Google. Vì mà chúng ta đang săn đón để tìm mua những con VGA có giá thành thấp nhưng mà hiệu quả gaming thì nó phải cao, là một trong những cái yếu tố mà khiến cho những con 10606GB càng ngày càng trở lại mạnh hơn bao giờ hết. Vậy thì câu hỏi đặt ra, ngang ngang mức giá thì bây giờ lấy con 1650 Super 4GB RAM hay là con 10606GB RAM, và trong cái tình huống này thì con nào sẽ hiệu quả hơn về GPU, về VRAM, về sức mạnh và về cái khả năng setting game, con nào nó sẽ cho lại một cái kết quả ấn tượng hơn. Cùng nhau tìm hiểu trong clip này. Và trong cái clip này thì chỉ đơn giản là một cái clip mà mình sẽ test thực tế cho các bạn cái sức mạnh hiệu năng của hai con card đồ họa này chung cùng cái hệ thống case. Và điển hình bọn mình đang test ở đây với bộ GVN Yumi. Cái hình của sản phẩm, gọi là link sản phẩm, mình sẽ để ở phía bên dưới để các bạn có thể dễ tìm hiểu hơn. Và ở trong cái điều kiện test thì bọn mình sẽ test ở trong phòng điều hòa khoảng 26 cho đến 28 độ C, tương đối mát. Và kể từ đó nữa thì case của máy tính sẽ được mở ra để đạt được cái hiệu suất đối lưu khí là tốt nhất. Và xin mời các bạn xem qua cái clip này. GTA 5 Benchmark. Ở bài Benchmark game đầu tiên là GTA 5, cả 1650 Super lẫn 10606GB đều cho ra mức FPS rất cao, dù ở thiết lập Very High setting MSRAX2 và các setting còn lại như là Deep of Field hay là cây cỏ đều ở mức Ultra, tức là cao nhất có thể. Những setting thách thức rất nhiều những mẫu VGA trên thị trường, và test vẫn cho ra FPS trung bình trên 60 đối với cả hai card. Nhưng 1650 Super vẫn mạnh hơn như anh em đang nhìn thấy, với 78.1 FPS trung bình. Còn 10606GB chỉ đạt được là 71.9 FPS trung bình. VRAM chỉ bị chiếm dụng khoảng gần 4GB trên cả hai mẫu VGA. Thứ hai, Shadow of the Tomb Raider Benchmark. Bài Benchmark này thuộc vào một trong những con game chiến nhất và ăn rất nhiều VRAM và không ngoài dự đoán. Ở mức thiết lập High Setting thì game ăn khoảng hơn trên 5GB VRAM và Max là khoảng 5.5GB VRAM. Và 10606GB dễ dàng kéo cán lượng texture này với 6GB VRAM. Nhưng mà 1650 Super lúc này khi không còn đủ VRAM thì đã ăn share RAM với hệ thống. Anh em có thể thấy là RAM hệ thống ăn gần 10GB, còn với 10606GB RAM hệ thống chỉ bị chiếm dụng khoảng 7.4GB. Vậy nên với nhân GPU có năng lực xử lý mạnh hơn thì 1650 Super vẫn cho ra số lượng FPS trung bình là 69 FPS, cao hơn 10606GB chỉ được là 61 FPS mà thôi. Tựa game thứ ba bọn mình test ở đây đó chính là Final Fantasy 15 Benchmark. Cuối cùng, ở bài Benchmark này thì kết quả cũng không có sự khác biệt, với lại vận thắng nghiêng hoàn toàn về con 1650 Super với 5.144 điểm so với lại 4.782 điểm của 10606GB. Và như cái bài test phía trên với 6GB RAM thì 10606 có lợi thế hơn cho các hệ thống sử dụng ít RAM, khi mà max VRAM load trong bài rơi vào khoảng là 5.3GB và 1650 Super vẫn phải share RAM hệ thống ra để mà chứa texture ở trong tình huống này. Bọn mình cũng có thử luôn là render một cái suất 4K bằng Adobe Premiere để test luôn khả năng làm việc cơ bản của GPU Acceleration, thì mình cũng có dùng cả hai mẫu VGA này làm Adobe Premiere. Quá trình làm việc preview timeline đều rất mượt mà. Tuy nhiên, 10606GB render nhanh hơn so với 1650 Super, tại vì 10606GB chỉ mất khoảng 17 phút 22 giây và 1650 Super thì cái này tốn tới tận là 18 phút 12 giây. Với lợi thế về RAM cao hơn 2GB thì trong quá trình render, lượng RAM hệ thống cần cung cấp cho Premiere sẽ được tối ưu hơn, giảm sự ì ạch do tràn RAM trong tình huống này. Và đây là cái lúc mà mình sẽ nhận định kết quả cho các bạn để các bạn dễ lựa chọn hơn ha. Khi mà các bạn thấy là có quá nhiều con số thì nãy giờ mình nói ra, thì cái nhận định của mình là với top 1 ở trong cái bảng ranking GPU của Steam thì mình thấy là đúng, 10606GB bây giờ nó vẫn còn quá tốt các bạn. Vẫn còn chơi được với rất là nhiều game, như cái tựa game từ nhẹ cho đến nặng. Thì các bạn có thể thấy đây là một con VGA khá là cũ kỹ, nhưng cái kiến trúc Pascal nó thực sự được tối ưu cho những cái tựa game tương tự. Các bạn thấy là hầu như cái game này nó cũng load rất là ngon, từ GTA cho đến Shadow Tomb Raider cho đến cả Final Fantasy 15. Thì cái việc mà chúng ta mua và chọn những con 10606GB thời điểm hiện tại, nó còn có cả những cái lợi thế gaming và cả những cái lợi thế công việc nữa. Các bạn thấy không, render premiere nó mượt mà hơn, làm việc ngon lành hơn, thì đó là những cái giá trị khi các bạn muốn làm những cái công việc liên
liên quan tới đồ họa và VRAM nó cao thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái phần này rất nhiều. Tuy nhiên, lật lại vấn đề thì con 1650 nó sẽ có giá trị gì? Nếu như các bạn nhìn vào FPS game nha, đây, chẳng hạn như là GTA 5 benchmark thì chênh lệch khoảng 8.6%, đúng không? Sau đó Tomb Raider chênh lệch khoảng 13.1% và Final Fantasy 15 cũng chênh lệch là 7.6% và render thì nó cũng chỉ yếu hơn là đó khoảng 4.7% mà thôi ha. Và còn chưa kể là với cái power efficiency, tức là cái giống như kiểu ảnh hưởng của điện á, thì con 1650 Super nó còn tốt hơn hẳn. Tại vì nếu như các bạn nhìn ha, thì cái con mà bọn mình test ở đây á, là con Gaming X, thì cái TDP của nó ăn vào và điện năng ăn vào khi này nó cũng chỉ rơi max là khoảng 101.2W mà thôi. Nhiệt độ vì thế nó cũng sẽ thấp hơn. Và điển hình là bọn mình test với con 1650 Super thì thấy là nhiệt độ nó chỉ rơi vào khoảng là 62 so với lại 74 ở trên con 1660 6GB. Nó mát hơn rất là nhiều nha. Và hầu hết các phiên bản 1650 Super dù là bản 1 fan hay là 2 fan thì mình thấy là nó cũng mát tương tự. Đây là một cái cải tiến rất là lớn của Nvidia trong những cái con card đồ họa sau này. Vậy nên nếu như trong tình huống này bạn muốn một cái case mát mẻ hơn, bạn muốn cái hệ thống chạy ổn định hơn, ăn ít điện hơn, thì 1650 Super sẽ có lợi thế hơn. Rõ ràng là nếu như mà xét về yếu tố giá bán ngay tại điểm hiện tại ở Việt Nam á, thì mình thấy á, là cả hai cái mẫu VGA này đang có mức giá gần như là xem nhau. Nên là cái chuyện mà lựa chọn á, thì chắc là anh em cũng rất là đắn đo, đúng không? Nhưng mà với mình nha, là một người dùng, thì cái con 1650 Super thời điểm hiện tại nó sẽ có nhiều lợi thế hơn. Khi mà gaming á, nó cũng sẽ ngon hơn, mà làm việc á, thì cái độ chênh lệch về hiệu quả nó cũng không quá nhiều. Trừ khi á, các bạn làm các cái phần mềm 3D vân vân á, thì các bạn cần phải có chứa một cái số lượng diện tích lớn thôi, chẳng hạn như khoảng trên 1000m2, thì nó sẽ có nhiều ảnh hưởng khi các bạn có nhiều VRAM. Còn nếu như các bạn chỉ làm ở những cái sụt dựng full HD hoặc là những cái công trình mà ở kiến trúc nhỏ thì mình thấy là nó cũng không quá nhiều ảnh hưởng trong cái vấn đề này. Và 4GB RAM với 6GB RAM ở trong tình huống này thì mình nghĩ là với cái con GPU mạnh hơn nó sẽ có nhiều giá trị hơn hẳn. Và đó là còn chưa kể nếu như xét về cái tình trạng là hàng mới, hàng cũ đó, một con vẫn còn mới và vẫn còn đang bán. Mình không nói là các bạn mua hàng ở GVN nha, mình nói là các bạn có thể mua hàng ở bất cứ đâu trên toàn quốc, được không? Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là con 1060 6GB nó là đồ cũ. Và sống nay chết mai hoặc là bảo hành của nó không thể nào ngon bằng một con hàng mới vẫn còn đang bán và vẫn chưa bị end of life. Cho nên là trong cái tình huống này mình nghĩ là người tiêu dùng thông minh thì các bạn cứ lựa chọn theo ý thích của các bạn ha. Mình chỉ đưa ra cái góc nhìn cũng như là cái vấn đề thông qua những cái bài test của mình thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và đừng quên là GVN vẫn sẽ lên sóng video vào lúc 21 giờ hàng ngày. Và những cái link liên quan của các cái sản phẩm này mình sẽ để ở phía bên dưới, các bạn có thể xem thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.